cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình nhiều kỳ ơn cha Diệp do Trương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 112 hôm nay với các nhân chứng sau. Chị Đỗ Thị Kim Xuyến, thành phố Garden Grove, California. Ông Lê Văn Tất, thành phố Los Angeles. Chị Maria Nguyễn Thị Thu Hương, tiểu bang Alaska. Để mở đầu, xin mời quý khán thính giả đến với chia sẻ của chị Đỗ Thị Kim Xuyến, hiện đang cư ngụ tại thành phố Garden Grove, California. Chị là người theo đạo Phật. Khi còn ở Việt Nam, qua người thân, chị biết được cha Francisco Trương Bửu Diệp rất linh thiêng, nên chị đã tìm đến tận nơi mộ của cha tại Tắc Xậy, Cà Mau, để cầu xin cho những ước nguyện của mình. Cũng như khi mới định cư tại Mỹ, gặp nhiều khó khăn, chị cũng cầu xin với cha, thì chị đều nhận được những ơn lành của cha. Xin mời quý khán thính giả nghe chị chia sẻ lại ngay sau đây. Tình yêu tha thiết con ngài vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. À, mình tên là Đỗ Thị Kim Xuyến ạ, 60 tuổi, ở gia đình rau ạ. Mình dạy học, nhưng mà cái phụ huynh á, phụ huynh kể mình là mình là người đạo Phật. Cái phụ huynh mới kể mình là tại mình có dạy mẫu giáo mà. Phụ huynh nói trời về cha Diệp, cha Diệp linh lắm, vái gì được đó. Thì thật sự thằng con mình du học ở đây lúc 15 tuổi mình rất nhớ. Thì mình muốn qua đây hết, cả nhà muốn đi qua đây. Mà đi khó lắm, phỏng vấn visa rất khó. Thì mình vãi sao mà cha Diệp giúp, sao phỏng vấn được thì mình đi. Thì hai chồng đi về Cà Mau. Về Cà Mau xong du tới cho Tắc Xậy luôn. Vái cha và xin nước về uống. Thì một tuần sau phỏng vấn được ngay. Người ta đi rất khó nha. Người ta đi chờ gia đình hai người đã không được rồi. Rồi mình về dưới mình thỉnh luôn cái hình của cha đem theo tới giờ này. À, qua đây thì cũng có nhà, tự nhiên có nhà ta cũng giúp đỡ. Mà chủ nhà rất tốt. Ta cho đồ hết. Không cần sắm sửa gì hết trơn. Thì mình ở cũng được mấy tháng. Thì được mọi người ở bên gia đình rau đã ủng hộ rất là nhiều. Và mình cũng xong ở nhà cái người chủ cũ được mấy tháng. Xong bây giờ người ta để em bé không còn phòng. Thì khó quá. Thế nhà ở gần chợ người Việt thì rất khó. Ở chỗ khác thì rất là nhiều. Thì cứ phá cha Diệp tiếp. Cứ lại đây. Cứ mỗi tuần nào lâu là tới cứ phá cha Diệp. Hai chồng tới vai. Thì một người khách hàng tên là Vân. Đột xuất cái họ cũng vợ họ chỉ. Xong rồi chỉ chở xe hơi tới. Tìm chỗ luôn. Và hiện nay thì mình ở chỗ cái chỗ chung cư Phú Đô đó. Rất là lịch sự. Gần cha Diệp luôn. Và ở bên kia mình ở Việt Nam cũng ao ước sao mà bên đây có chỗ cha Diệp đi lại. Thì ông xã đi trước. Ông xã đi qua đi trước. Ông xã nói trời em xíu ơi trời hay quá. Cha Diệp ở ghế luôn. Mình mừng quá. Bây giờ xong xuôi chuyển qua nhà mới. Vái nhà mới cũng được nhà mới. Bây giờ mình còn cái tay mình hơi tê. Mình đang vái tiếp. Giờ hôm nay mình cũng đến mình tạ ơn cha rồi đó. Thì mình bước cha Diệp mới thôi. Thì một vô tình là mình là đạo Phật mà. Cái chiều phụ huynh mới tới. Mình dạy mẫu giáo. Vậy tại trường đó phụ huynh nó xíu xíu cha Diệp linh lắm. Cái vô nói ông xã tối mở mạng lên đọc biết cha Diệp sinh năm nào tử nạn bao nhiêu giúp bao nhiêu con chiên hy sinh hiến sống hiến dân này kia à, xong xuôi là đi luôn. Hai chồng qua ngày thứ bảy là bắt đầu thuê xe chạy luôn. Nó đi về Sóc Trăng tới ngay Tắc Xậy luôn. Và mọi người tới rất đông nha, mặc dù là không phải là Công giáo mà đạo Phật mà tin như vậy. À, mình phải thật tâm. Mình phải thật tâm và mình tin tưởng. À, mình tin, mình không phủ nhận mình đạo Phật, mình cũng vẫn vái nhưng mà mình tin. Mình rất là tin. Và hay một cái cậu mình đi về Tắc Xậy đó là những cái bản mà người ta tạ ơn mình mỹ tạ ơn nhiều lắm. Mình rất ngạc nhiên luôn á. Đó, thì mình nói là phải thật tin. Cái gì cũng thế mình cứ tin là được. Đấy. Mình hy vọng mọi người cứ tin cho Diệp là sẽ được. Hỡi ai nặng nề đôi vai, hỡi ai buồn sâu đớn đau, hãy đến nguyện cầu với cha, sầu muộn sẽ trôi qua, được bình an trong tâm. Ông Lê Văn Tất đang cư ngụ tại thành phố Los Angeles. Ông là người ngoài Công giáo. Ông chia sẻ, từ trước tới nay ông đã nhận được rất nhiều ơn lành của cha.
Ông luôn đặt niềm tin tưởng vào Cha. Mỗi đêm, ông vẫn thường cầu nguyện với Cha cho bản thân, gia đình và cho những người gặp khó khăn mà ông biết được. Hôm nay, ông rất vui được đến văn phòng Cha để cầu nguyện, cảm tạ và chia sẻ ơn lành để làm nhân chứng cho Cha. Xin lạy Cha, tôi là Sơn Lê Văn Tất, sống ở Lô Trường Lét. Có năm đó tôi đi chùa Phật Tổ ở Long Beach, thì tôi bị té, đập đầu ra sau đây. Thì tôi về, nó đau lắm. Cái tôi về đó thì con tôi nó kêu đi chụp hình, bác sĩ chụp hình cái tất cả. Thì tôi giái Cha cho đừng có chuyện gì xảy ra, thì không có chuyện gì xảy ra hết, nó vẫn khỏe. Cái thì 5 ngày sau á, xui da của tôi đó bị té bất tỉnh. Thì tôi đi thăm nó thì bả nằm vậy nè, không có nhúc nhích, không có gì, không có biết ai là ai hết. Cái tôi mới về tôi giái Cha, thì giái Cha, Cha ơi, cho cái bà này là tên này họ này đó thì cho được tỉnh lại đi. Thì mấy ngày sau tôi đi thăm á, thì bà lại tỉnh. Thì tỉnh rồi cái tôi, bà cũng không có đi được gì hết. Thì tôi mới giái là Cha, cầu nguyện Cha hãy cứu cái bà ông nữ, bà đó tên ông nữ, cho đi được và tỉnh táo đi. Thì Cha cho tỉnh táo rồi đi người ta vẫn đi được. Thì tôi thấy cái đó là rất là linh nghiệm. Rồi sau này thì tôi bị mất mấy con chó, thì mấy con chó nó, tôi không có đóng cái cửa gào, cái mấy con chó nó chạy ra, nó đi đâu mất. Cái tôi chạy kiếm hoài kiếm không được. Cái tôi về tôi giá Cha, tôi giá Cha, tội nghiệp mấy con chó nó đi ra ngoài đường rồi không có ai cho nó ăn, rồi nó ngủ này lạnh lẽo thôi. Cha xui khiến cho nó về. Cái qua ngày sau cái nó dạy con. Dạy con cái bà, tôi nói bà xã tôi nghe, bà xã tôi nói sao ông không giái luôn. Cái tôi mới giái, bây giờ nó hai con. Đó. Thì bà xã tôi nói sao ông không giái luôn. Cái tôi mới giái nữa, cái qua 2-3 ngày sau đó có nó về con kia nữa. Mà kỳ trước á tôi có bị mất con rồi, nó đi luôn. Cái kỳ này cái tôi giái cái cha cho về. Đó. Cái khi mà tôi bệnh hay gì đó cái tôi giái Cha. Cái Cha tôi thấy hết. Thì tôi cũng trong lòng tôi biết là Cha linh thiêng rồi. Cái nhỏ gái tôi nó cũng chưa chả treo lắm. Cái tôi giái Cha về, Cha làm sao xui khiến cho con gái thì nó thay cái lòng lại, nó biết rồi, biết Cha biết mẹ. Chứ tôi nói chuyện gì nó cũng cãi. Rồi cái thì bây giờ nè, con gái tôi nó nói chuyện với tôi ngọt dịu mà nó, thì mỗi lần lại tới thăm tôi nó mua hủ tiếu mua đồ, nó kêu ba ăn đi, ba ăn, nói chuyện nghe dễ thương lắm. Thì tôi thấy mấy cái chỗ đó tôi rất là cảm ơn Cha. Thì có cái nữa gì nữa, tôi đang đi lên chỗ chùa Phật Tổ, con tôi nó chở đi. Thì tôi hỏi vậy chứ mày có xuống Santa Ana bữa nay, con tôi nó chở. Nó nói bữa nay con xuống á. Thì đó là cái dịp mai cho tôi quá. Xuống tới đây thiệt tôi quá mừng thiệt là mừng. Đó, nhờ ơn Cha xui khiến cho tôi. Mà nhiều cái chuyện người quen với tôi á, cái ở trong cái trung tâm tôi đi đó, thì có người tài xế đó, con người đó, đó mất chiếc xe. Tôi mới hỏi người đó, con nó tên gì? Cái xe mất là sao mất? Cái đó nói, người đó nói cho tôi nghe. Tôi mới giá Cha. Bây giờ Cha cho cái con của người tài xế đó kiếm được chiếc xe đi. Nó tội nghiệp đó, nó đi làm có chiếc xe thôi, nó nghèo khổ. Thấy không? Thì Cha xui khiến cho nó kiếm được chiếc xe đi. Thồ giái tới ngày 20, 30 đó là khoảng chừng từng lễ.
cái tài xế nói chiếc xe kiếm được rồi. Cái tôi nói trong bụng tôi quá, cha quá lên. Mà tôi giái là giái cho người ta thôi. Đó, tôi thấy còn nhiều chuyện đó chắc tôi cũng không có nhớ hết. Cha rất là linh. Tôi nhiều khi đi làm chuyện chợt muốn té, cái tôi giái cha cái nói là không té. Nhiều cái chuyện mà tôi nguy hiểm đó, tôi giái cha cái không có sao hết. Thành ra tôi đội ơn cha lắm, tôi biết ơn cha lắm. Vậy thì tôi nói đây là sự thật tất cả, tôi không có một chút gì mà tôi nói không đúng hết. Có sao nói vậy? Tôi thì đạo Phật, nhưng mà tôi suy nghĩ cũng vậy đó. Đạo nào cũng vậy thôi, cũng tốt hết. Tôi thấy cha là một cõi, cũng như là cõi thiêng liêng thôi. Thì ai cũng cứu hết. Không phải cái người đó không phải đạo mà không cứu, không phải vậy. Bị giờ ở trên mà, chút trời cũng không bỏ ai. Người đó đạo nào cũng Chúa cũng cứu thôi. Thành ra tôi nghĩ vậy, thành tôi vẫn tin tưởng cha, tôi vẫn thờ kính cha, tôi mỗi đêm tôi đều vái cha. Đó, thành ra luôn luôn tôi thờ phụng cha, bởi vì cha là người cứu giúp cho tất cả thiên hạ bá tánh. Thầy có đó là quý quá rồi. Cha làm cho tôi chứng minh được, chứ không nghe người ta nói. Cái chuyện của mình, mình thấy 100% mình mới biết là cái đó là đúng. Thành ra cha linh lắm. Thành ra tôi hôm nay có cái dịp xuống lại cha, giái cho cha mau được phong thánh. Nhạc thánh vang lên, con mong cha được phong thánh. Nhạc thánh ngân cao, con mong rằng có tên cha. Chị Maria Nguyễn Thị Thu Hương hiện đang sinh sống tại tiểu bang Alaska. Trong một dịp tình cờ, chị lên mạng và biết được tiểu sử về cha Trương Bửu Diệp. Chị đã cầu xin cha hướng dẫn và dìu dắt chị bước đi như xưa cha đã đi. Và trong một thời gian ngắn, giống như từ một người con hoang đàng, chị đã trở về làm người con ngoan của Chúa. Hôm nay với mục đích duy nhất, chị qua Cali để đến nhà thăm viếng và cầu nguyện của cha Trương Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove để cảm tạ cha. Chị đã xúc động chia sẻ lại ơn lành mà chị đã nhận được. Xin mời quý khán thính giả theo dõi. Tôi là Mara Nguyễn Thị Thu Hương. Tôi từ ở Alaska. Hôm nay tôi có dịp đến thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. Đã từ lâu tôi đã được một ơn lành rất là cao giá, rất là quý với tôi. Vì nhờ cha mà tôi đã tìm được con đường tình yêu của Chúa và của mẹ. Đó là một dịp tôi đã lên trên mạng và tôi biết được tiểu sử của cha. Tôi đã hiểu được những gì cha làm và những gì cha đã được. Tôi có cầu xin cha, thưa chuyện với cha, hãy dạy cho con những gì cha đã làm, và xin cha hãy dắt cho con đi trên những con đường ngày xưa cha đã đi. Và trong thời gian ngắn thôi, trước đó tôi giống như là một đứa con hoang đàn. Từ khi có cha Diệp, tôi hoàn toàn thay đổi. Đó là nhờ ơn của cha. Thì tôi lại siêng năng đi nhà thờ tham dự thánh lễ. Tôi lại đi gặp các cha chỉ dẫn cho tôi. Và tiếp tục, tôi tập bước đi từng bước một. Và hôm nay tôi đã có Chúa và có mẹ, có cha Trương Bửu Diệp và có các thánh ở trên thiên đàng. Tôi rất yêu mến Chúa, tôi rất yêu mến mẹ, tôi yêu nhiều lắm. Tôi cảm ơn cha Diệp rất nhiều. Nhờ có cha
mà tôi có được ngày hôm nay trong tình yêu thật sự trên con đường của Thiên Chúa. Tôi mong mỏi các bạn và hãy dừng lại, đừng chìm ngập vào tội lỗi nữa, hãy lánh xa đi và hãy kêu cầu Cha gì, Cha gì sẽ dẫn đưa các bạn đi trên con đường tình yêu, trên con đường vĩnh viễn và sự sống đời đời của Thiên Chúa. Khi mà Cha dịp dẫn đưa tôi đi thì tôi lại siêng năng, lại được ơn của Chúa dẫn dắt, và tôi được nhiều ơn lắm. Chúa ban cho tôi một người thầy, cũng là một người bạn, đó là Master Trinh. Từ đó tôi siêng năng đọc kinh lần chuỗi, đọc kinh lòng Chúa thương xót và đọc kinh măng côi, kính dâng lên Chúa và mẹ. Hôm nay tôi rất là vui mừng, tôi được làm nhân chứng trong ơn của Cha Diệp và cũng là nhân chứng tình yêu của Chúa. Đó là lòng ao ước của tôi từng ca bài ca xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho chân lý, xin cho con say mê làm cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Và hôm nay tôi đã được thực hiện, đó là lòng mong muốn của tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hãy tin vào Thiên Chúa, và chúng ta chưa ai chưa biết được Chúa thì hãy trông cậy vào Cha Diệp, vì Cha Diệp là một người cha rất là gần gũi với chúng ta, nên chúng ta rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Cũng giống như bản thân của tôi, trước đây tôi không biết Chúa, tôi có đi nhà thờ nhưng tôi không hiểu biết được Chúa, nhưng qua Cha Diệp tôi đã hiểu được Cha Diệp, và từ Cha Diệp tôi lại tìm được con đường về với Chúa. Mục đích của tôi từ Alaska đi qua bên này không phải là chuyện đơn giản, rất là khó khăn, tại vì công việc, công ăn việc làm và cơm áo gạo tiền, đồng bào, bà con cũng biết. Nên là vì tôi hứa trong bản thân của tôi là nhờ Cha Diệp mà tôi có được ngày hôm nay, nên chi tôi phải tạo thời gian, điều kiện để một hai tôi phải qua thăm Cha và cả tạ ơn Cha. Các câu chuyện ơn lành vừa kể được Trương Bù Diệp vào đế sơn ghi lại chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự cầu bầu linh thiêng của Cha. Do đó, các câu chuyện này không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với Cha Trương Bửu Diệp. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện về ơn lành Cha Diệp sẽ đem đến niềm tin, hy vọng và sự bình an cho những ai đang cần đến. Kính thưa quý vị, Ban điều hành Trương Bửu Diệp vào đế sân xin giới thiệu chương trình phục vụ cho cộng đồng, chương trình mang tên Nghĩa Tử, Nghĩa Tận. Đây là chương trình trợ giúp của Trương Bửu Diệp Foundation dành cho những người qua đời mà không có người thân chăm lo hoặc không có khả năng, điều kiện để lo việc ma chay tương tế. Chương trình này được áp dụng cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và trên toàn Hoa Kỳ. Phần trợ giúp của Trương Bửu Diệp Foundation có hai phần. Phần thủ tục bao gồm giấy khai tử, đưa xác về nhà quan, hỏa táng, tặng bình cho cốt, chuẩn bị phòng thăm viếng trước khi hỏa táng. Phần nghi thức bao gồm tụng, đọc kinh cầu nguyện, tiễn biệt, rải cho cốt, đặt hình tại nhà thăm viếng cha. Đặc biệt, Trương Bửu Diệp Foundation sẽ tổ chức ngày tưởng niệm cho các linh hồn quá cố trong 3 năm đầu. Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation số 14231 đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843. Chương trình xin được tiếp nối với phần thông báo sau đây. Cầu nguyện với Cha Diệp vào lúc 7 giờ tối thứ năm ngày 6 tháng 8 tại văn phòng sẽ có buổi cầu nguyện chung với Cha Trương Bửu Diệp và mừng 4 năm thành lập Trương Bửu Diệp Foundation. Xin mời quý vị tham dự. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông trong buổi cầu nguyện, xin vào trang web www.chuongbuodiep.org. Xin khấn qua điện thoại
Để việc xin khấn được thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa, chúng tôi đã mở số điện thoại dành riêng để gửi lời xin khấn hoặc cảm tạ đến cha Phanxicô trước buổi dịp không qua tổng đài. Xin quý vị gọi số 714-702-5129 rồi để lại lời khấn sau tiếng bíp. Chương trình truyền hình Ân Cha Diệp đang được phát trên các kênh 57.5 Sài Gòn TV lúc 9:15 sáng mỗi thứ năm hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Kênh 57.6 VBS lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ. Bản tin Ơn Lành nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và kịp thời cho quý khách gần xa đến thăm viếng cha. Chương Bửu Diệp Foundation đang phát hành miễn phí bản tin vào các ngày 1 và 15 mỗi tháng tại văn phòng Chương Bửu Diệp Foundation. Quý vị ở xa có thể xem và download bản tin trên trang web www.tbdf.org. Quý vị muốn đóng góp thông tin bài vở trên bản tin, xin gọi cô Trang Nguyễn 714-537-8159 hoặc email tangn@chuongbuodiep.org. Để giúp Chương Bửu Diệp Foundation duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp, xin quý vị chọn các cách tài trợ sau đây. Cách thứ nhất, xem các chương trình ơn cha Diệp của Chương Bửu Diệp Foundation trên YouTube mỗi ngày. Càng có nhiều người vào xem thì hội sẽ có thêm ngân sách để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha. Cách thứ hai, đối với quý khách thường mua hàng online trên Amazon, xin vào website www.smart.amazon.com và chọn Non-Profit Organization là Chương Bửu Diệp Foundation. Cách thứ ba, mỗi khi có dịp đi chợ Sài Gòn City Marketplace tại góc đường McFadden và Brookhurst, thành phố Westminster, xin quý vị đọc số 123 tại quầy thu ngân, 12 tháng 3 là ngày giỗ cha Diệp. Cách thứ tư, mỗi lần làm đẹp tại Day Spa Salon, xin quý vị đọc số 123. Chủ nhân sẽ chiết 10% trên hóa đơn tính tiền để giúp hội. Địa chỉ 740 Brookhurst Street, Anaheim, California 92801. Số điện thoại gọi lấy hẹn 714-563-2205. Cách thứ năm, khi mua các sản phẩm dưỡng da của công ty Nu Skin qua website www.nuskin.com hoặc qua điện thoại 1-800-487-1000, xin đọc số USW858-8707 hoặc liên hệ anh Trần Long 240-461-8327 để biết thêm chi tiết. Chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Lạy Cha Chương Bửu Diệp, lạy Cha Chương Bửu Diệp.